Với hành vi mua bán trái phép chất ma túy hai đối tượng cùng sinh năm 2001 là Mai Văn Doanh ở huyện Hà Trung tỉnh Thanh Hóa và Lê Thị Thùy Dương ở xã Thống Nhất huyện Gia Lộc, vừa bị công an huyện Gia Lộc phối hợp với công an xã Hoàng Diệu, xã Gia Khánh phát hiện bắt giữ. Khoảng 21 giờ 35 phút ngày 18 tháng 2 năm 2023, tại ngã tư Cao Dương, thôn Cao Dương, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang Doanh và Dương có hành vi cất giấu 3 túi ni lông trong suốt, bên trong có đựng chất rắn dạng tinh thể màu trắng, kết quả giám định là chất ma túy, loại catemin, tổng khối lượng là 1,532 gram. Doanh và Dương khai nhận mục đích cất giấu số ma túy trên để bán kiếm lời và sử dụng cho bản thân. Ngày 20 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gia Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Mai Văn Doanh và Lê Thị Thùy Dương về tội mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.